xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 6 tháng 10 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Ngày mới mở ra cho người tuổi này nhiều cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Tuy khó tránh khỏi những rắc rối sơ xẻo, nhưng nhìn chung, bản mệnh đều có thể xử trí ổn thỏa mọi việc. Tình cảm Phần trình tình cảm kém sắc, tiểu nhân xuất hiện ảnh hưởng ít nhiều tới hòa khí và tình cảm gia đình. Chưa hết, những đòi hỏi vô lý và áp đặt quá quắc của con giáp này lên nửa kia đã dần khiến cho tình cảm cả hai người xa cách. Tài chính, vận trình ta lộc rủng rỉnh, con giáp này không cần phải quá lo lắng tới vấn đề tài chính hay chi tiêu trong ngày nhờ có nguồn thu nhập ổn định. Cẩn trọng, sức khỏe có dấu hiệu xa sút do ảnh hưởng của chế độ ăn uống thiếu điều độ. Tuổi, giáp tí, trong lòng lo lắng chẳng lúc nào yên tuổi bỉnh Tý gặp mai trong đàm phán hợp tác tuổi Mậu Tý có thể khởi nghiệp hoặc mở rộng kinh doanh tuổi Canh Tý có cơ hội kiếm tiền ngoài công việc chính tuổi Nhâm Tý sai lầm trong chất vì không cẩn thận con số may mắn số 68 số 33 màu sắc may mắn màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi thân hai tới vi hàng ngày của tuổi sửu công việc vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy dễ dàng tinh thần quẩy quải và mất tập trung dễ khiến cho những chú trâu đưa ra những quyết định sai lầm trong công việc nếu bản mệnh không khắc phục sớm thì e rằng sẽ còn ảnh hưởng tới cơ hội thăng tiến trong tương lai tình cảm vận trình tình cảm thăng hoa còn giáp này luôn sống thoải mái là chính mình không cần phải che giấu bất cứ cảm xúc nào của mình trước người ấy. Bản mệnh cũng không cần phải gồng mình để thể hiện bản thân mạnh mẽ như trước. Tài chính, vận trình tài lộc có chút biến động. Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý thì người tuổi sủ cũng nên có cho mình cách học tiết kiệm. Cẩn trọng, tâm trí lơ đạn mất tập trung ảnh hưởng tới kết quả công việc chung. Tuổi, ốc sủ, có một ngày làm việc đầy năng suất. Tội đinh sổ, tình cảm lên xuống khó đón và buồn phiền đeo bám. Tội kẻ sổ, tháo gỡ rắc rối một cách nhanh chóng. Tội tân sổ, chưa thật khéo léo trong việc quản lý tiền bạc. Tội quế sổ, trở vội vàng đầu tư tiền bạc. Con số may mắn số 11, số 58. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi tỵ ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi sự thông minh trong quá trình xử lý những vướng mắc khó khăn giúp cho người tuổi dần có bước đột phá đáng kể không kể là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có cơ hội thăng tiến trong ngày tình cảm vận trình tình cảm không mấy vui vẻ hiểu lầm trong chất khiến đôi lửa yêu nhau nhưng không tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ cảm xúc. Còn giáp này nên giữ bình tĩnh sản xuất và tránh để những hiểu lầm phá vỡ tình cảm vợ chồng. Tài chính, vận trình tài lộc dư giả, các nguồn thu nhập đồng loạt tăng giúp cho người tuổi dân cải thiện tốt chất lượng cuộc sống hiện tại. Cẩn trọng, đêm bảo có hung hiểm, tai nạn ngoài ý muốn. Tuổi giáp dân con đường tài lộc khá hành thông tuổi bính dân cơ hội không tự nhiên mà có tuổi mậu dần nhận được phần thượng xứng đáng tuổi canh dân còn bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong công việc tuổi nhâm dân chuyện tình cảm không sung sẻ cho lắm con số may mắn số 21, số 10, màu sắc may mắn màu xám màu xanh lam quý nhân phù trợ tuổi hợi bốn tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Phần trình công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ, những ý tưởng mới mẻ, độc đáo giúp cho những chú mèo khẳng định được năng lực bản lĩnh tốt của mình. Tuy nhiên, con giáp này nên hạ thấp cái tôi, sự kiêu ngạo và tự cao để tránh những rắc rối không mong muốn. Tình cảm, phần trình tình cảm dễ gặp sóng gió. Người tuổi này luôn đặt ra những yêu cầu và đòi hỏi con giáp này phải làm theo khiến cho cả hai không còn sự thoải mái trong chính mối quan hệ này. Mối quan hệ có thể đi tới đổ vỡ nếu bản mệnh không có sự thay đổi. Tài chính, vận trình tài lộc hành thông, khả năng quản lý tài chính khoa học, cân đổi chi tiêu giúp cho con giáp này có thể duy trì, thu nhập được ổn định và vững chắc. Cẩn trọng, tính cách cố chấp và cứng nhắc gây ra những tình huống khó xử. Tội ất mạo, tài chỉnh tuột dốc không phanh do những nước đê sai lầm. Tội kỷ mạo, vận trình tài lộc trong ngày vận phát. Tội tân mạo, hành động bốc đồng, nóng vội nên không thu được hiệu quả cao. Tội quỷ mạo, các cặp đôi biết cách tháo gỡ mâu thuẫn. Con số may mắn số 6, số 27. Màu sắc may mắn màu cam Quý nhân phù trợ tuổi môi. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra khả quan Nhìn chung mọi kế hoạch dự định của người tuổi thân đều được tiến hành suôn sẻ Ngoài ra khả năng sắp xếp công việc thông minh và ứng biến linh hoạt còn đem lại cho bản mệnh không ít cơ hội thăng tiến quý giá. Tình cảm, Vận trình tình cảm hài hòa viên mãn, quý nhân chỉ đường dẫn lỗi giúp cho các cặp đôi mau chóng tháo gỡ được những khúc mắc còn tồn tại trong mối quan hệ tình cảm. Còn dắp này với nửa kia sớm tìm lại cảm giác yêu đương như thuở ban đầu. Tài chính, vận trình tài lộc vượng phát, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán làm ăn phát tài phát lộc nâng cao nguồn thu nhập ngoài sức tưởng tượng. Cẩn trọng, thói quen mua đồ không nhìn giả sớm muộn cũng khiến túi tiền kiệt quệ. Tuổi, giáp thân cần phải cẩn trọng trong các mối quan hệ. tuổi bính thân tình cảm gây ra nhiều lo lắng. tuổi mậu thân vất vả ngược xuôi nhưng kết quả không như ý. tuổi canh thân trong quan hệ gia đình thiếu sự cảm thông quan tâm. tuổi nhâm thân luôn được người ấy ở bên động viên. con số may mắn số 1, số 16, màu sắc may mắn màu hồng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi giàu 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn, tính cách thẳng thắn và tình người thái quá khiến cho con giáp này thường bị kẻ xấu lợi dụng bo xấu uy tín. May mắn là bản mệnh vẫn có quý nhân chiếu mệnh nên có đủ niềm tin để vượt qua những khó khăn này một cách ngoạn mục. Tình cảm, vận trình tình cảm không như trong đời người độc thân không dễ dàng đồng ý lời tỏ tình của người mới gặp mà cần phải có thời gian để tìm hiểu quan sát tình cảm vợ chồng có dấu hiệu phai nhạt vì thời gian mà các cặp đôi dành cho nhau là không có nhiều tài chính vận trình tài lộc xa xúc điềm bảo phá tài hao tài đòi hỏi người tuổi tỵ cần phải đề cao sự cảnh giác trong mọi giao dịch về tiền bạc cẩn trọng thói quen nhẹ dạ cả tin nên dễ trở thành đối tượng bị lừa gạt lợi dụng. Tội ất tỵ chuyện tình cảm còn gây nhiều hoang mang. Tội đinh tỵ mọi chuyện suôn sẻ nhờ cỏ quý nhân nâng đỡ. Tội kỷ tỵ các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. Tội tân tỵ được cấp trên hài lòng khách hàng tin tưởng. Tội quý tỵ các tôi ngất ngưỡng khó dung hòa với ai. Con số may mắn số 1, số 20 màu sắc may mắn, màu xanh thẳm, màu cam. Quý nhân phù trợ, tuổi sửu. 7. Tử, tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc. Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Một chút bất cẩn cũng như thái độ thiếu cảnh giác của con giáp này cũng trở thành cơ hội cho kẻ xấu bày mưu tính kế hãm hại. Nhưng may mắn nhờ có các tin nâng đỡ mà bản mệnh có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Tình cảm Vận trình tình cảm không được như mong đợi. Tử vi ngày hôm nay cho biết người tuổi ngọ với nửa kia có nhiều sự khác biệt trong suy nghĩ, cảm xúc, luận lý, tổ sống. Thời gian qua đi cùng nhau thì cả hai vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Tài chính vận trình tài lộc đi xuống, bản mệnh có khả năng đưa ra những quyết định sai lầm trong quá trình hợp tác ký kết hợp đồng dẫn tới rủi ro tiềm mẫn về sau này. Cẩn trọng cảm xúc tiêu cực, lời nói thiếu suy nghĩ dễ gây tổn thương cho người khác. Tuổi giáp ngọ có nguy cơ đụng độ tiểu nhân. Tuổi vĩnh ngọ làm việc mất tập trung nên dễ gây ra sai sót. Tuổi mậu ngọ công việc khó khăn, kế hoạch đình trệ. Tuổi canh ngọ công cuộc kiếm tiền trở nên gian nan. Tuổi nhâm ngọ công việc chưa đạt được bước tiến như mong đợi. Con số may mắn số 2, số 31, màu sắc may mắn màu tím, màu xanh lam. Quý nhân phù trợ tuổi mão. 8. Tứ vi hàng ngày của tuổi mùi công việc. Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Trong ngày xuất hiện có điềm bảo xích mích xung đột lợi ích với đồng nghiệp. Người tuổi mùi còn có khả năng bị lợi ích che mờ mắt mà vi phạm pháp luật Do đó khuyên bản mệnh nên suy nghĩ chỉnh chắn trước mọi quyết định quan trọng. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút u sâu, tuổi môi lẫn nửa kia nên giữ khoảng cách an toàn với người khác giới, tránh để đối phương hiểu lầm vì những chuyện không đáng. Bên cạnh đó nên giữ gìn tình cảm gia đình. Thì đừng quên việc chia sẻ thường xuyên cũng không kém phần quan trọng. Tài chính Vận trình tài lộc eo hẹp chất lượng cuộc sống chẳng những không được cải thiện mà còn trở nên chật vật hơn. Bản mệnh nên xem lại cách quản lý chi tiêu. Cẩn trọng, con giáp này đang không cần đổi tốt giữa thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Tuổi ất môi có nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại. Tuổi đinh môi gia đạo thường có tranh cãi sâu so sát. Tuổi kỷ môi đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người. Tuổi tân môi nên dành thêm thời gian vùng vẹn cho mỗi quan hệ. Tuổi quý môi, tình cảm vợ chồng có điềm bảo rạn nứt. Con số may mắn, số 12, số 39, màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. Chính, tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Do ảnh hưởng của hùng tinh nên công việc của người tuổi thân gặp vài trở ngại tâm lý không vững vàng nên người tuổi thân sẽ mau chóng bi quan chán nản và bỏ cuộc giữa chân hệ gặp khó khăn liên tiếp tình cảm Vân trình tình cảm chậm chân tại chỗ các cặp đôi ngoài việc dành nhiều thời gian cho nhau hơn thì cũng nên có những biểu hiện chủ động thể hiện tình cảm với đối phương người độc thân được khuyên nên cởi mở lòng mình để đón nhận mối nhân duyên mới tài chính vận trình tài lộc có điểm sáng bản mệnh có thể tìm thấy cơ hội kiếm tiền quỹ giá củng cố nguồn tài chính hiện tại. Cẩn trọng nên chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân. Tuổi giáp thân nên quản lý túi tiền của mình thật chặt chẽ. Tuổi bính thân hòa tiểu nhân đeo bám nên cần ra sức cảnh giác. Tuổi màu thân cứng nhắc cố chấp nên sai lầm nối tiếp nhau. Tuổi canh thân đề phòng kẻ tiểu nhân đổ kỵ ghen ghét. Tuổi nhâm thân phương diện tình cảm khá đảm bạc. Con số may mắn số 11, số 8, màu sắc may mắn màu bạc, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 10. Tứ vi hàng ngày của tuổi giàu công việc Vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra khá thuận lợi. Nhờ có quý nhân chiếu mệnh mà chuyện làm ăn kinh doanh của con giáp này luôn diễn ra suôn sẻ dễ dàng. khối lượng công việc gia tăng đột ngột, đòi hỏi con giáp này phải có sự sắp xếp khoa học, hợp lý mới mang lại hiệu quả cao nhất. Tình cảm, vận trình tình cảm tốt đẹp, tuổi dậu may mắn khi tìm được người sẵn sàng hy sinh để bản mệnh có thể yên tâm lo gây dựng sự nghiệp. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu với những người khác giới, khả năng cao sẽ tìm được một nửa yêu thương. Tài chính, Phần trình tài lộc do dâu, thu nhập trong ngày xứng đáng với công việc cũng như những vất vả mà bản mệnh đã trải qua trong khoảng thời gian này. Cẩn trọng, việc so đo tính toán chỉ càng khiến bản thân thêm nhỏ nhen ích kỷ. Tội, ất dậu, còn cố chấp vì những chuyện đã qua. Tội, tinh dậu, gặp may mắn ở hầu hết các phương diện. Tội, kỹ dậu, tài lộc vượt có thể tiến hành cầu tài. Tội, tân dậu, đường tình duyên khởi sắc. Tuổi quỷ giàu, tình cảm gia đình dễ rạn nước vì không chịu hiểu cho nhau. Con số may mắn số 4, số 90. Màu sắc may mắn màu tím, màu xám. Quý nhân phù trợ tuổi thân. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Khối lượng công việc tăng lên đồng nghĩa với cơ hội thăng tiến cũng dành cho người tuổi tuất cũng nhiều hơn. Bản mệnh hãy cử nỗ lực chăm chỉ và cầu tiến, nhanh thôi sẽ gặt hái được hoa thơm trái ngọt. Tình cảm, vận trình tình cảm đang dần cảm sắc do quả mải mê xây dựng con đường công danh sự nghiệp mà bản mệnh vô tình bỏ quên nửa kia. Cũng với nhiều tác nhân ngoại cảnh khiến cho những mâu thuẫn giữa hai người ngày càng trở nên cay gắt. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng phượng phát, những công sức của người tuổi tuốt được đền bù xứng đáng bằng khoản thu nhập cũng chi tiêu lúc này cũng dư giả dạ hơn cẩn trọng im lặng vốn không phải là cách để xích lại gần nhau hơn tuổi giáp tuất trở nên cứng nhắc bảo thủ hơn thường ngày tuổi vĩnh tuất sức khỏe có dấu hiệu sa xúc rõ rệt tuổi mậu tuất có cơ hội đến tay lại trôi qua đáng tiếc tuổi canh tuất sức đề kháng suy giảm đáng kể tuổi, nhầm thuốc, chuyện tình cảm khá trắc trở. Con số may mắn, số 1, số 25, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hài công việc Phần trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Tâm trạng thay đổi tất thường khiến cho con giáp này khó tập trung tốt cho công việc của mình. Những người tuổi hoài không biết rằng bản thân đã gián tiếp tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân gây chuyện thị phi làm mất uy tín danh dự. Tình cảm Vận trình tình cảm kém sắc, chuyện tình yêu đo lửa, buồn vui khó đón vì những thay đổi bất ngờ trong cảm xúc. Những hiểu lầm, bất đồng chưa thể tháo gỡ hoàn toàn nên dù cho đo lửa có yêu nhau thế nào thì cũng khó lòng có thể bước tiếp. Tài chính Vân Trinh Ta Lộc biến động nhiều, bán mệnh cần phải có kế hoạch quản lý chi tiêu khoa học rõ ràng và học cách tiết kiệm để cân chỉnh lại tài chính. Khẩn trọng, chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung. Tội ất hải thoải mái phát huy năng lực của mình. Tội đinh hại, tạo ra lợi thế dẫn đầu vượt xa đối thủ. Tội kỷ hại, công việc có chuyển biến tích cực. Tội tăng hại, mâu thuẫn nhỏ nhặt dễ phá hỏng các mối quan hệ. Tội quỷ hại chưa có sự kiểm soát bản thân tốt. Con số may mắn số 7, số 8, màu sắc may mắn màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi thân.